Rồi nay đầy tháng cháu ngoại nghe. Đó, dữ chưa. Ôi trời, nó bùa được. Hello, ngoại lại. Trời đất ơi, bữa nay vui quá vậy cha. Bữa nay vui quá vậy ta. Sao vậy? Sao chua mỏ vậy? Bản sao mà. À, bữa nay đầy tháng của con nha cô chú ơi. Nè, ôi bữa nay mặc đồ trắng đẹp trai quá ta. Đẹp trai quá ta. Ừ, nói con á. Ngoại nói con á. Ngoại nói con. Ngủ luôn. Ngoại nói chuyện ngủ luôn. Trời đẹp quá ha. Kìa, trời ơi. Ê hề luôn. Đẹp quá. Màu xanh với màu vàng. Thôi mà bữa nay đầy tháng mình mà mình ngủ tới về. Bữa nay đầy tháng mình mà mình ngủ tới về. Trời ơi, mẹ làm cái mâm đẹp quá. Nè quay cái mâm đi. Màu vàng với màu xanh hả? Quá đẹp luôn. Đó, có xôi, có chè, ê hề, ê hề. Có bánh kem nữa kìa. Ê, giống tao, tôi với ông có con quá ha. Có đứa con quá ha. Được đó. Chưa? Nè sữa ơi. Thức đi con, thức nhận quà nè con. Ta đợi thức nhận quà nè con ơi. Bây giờ ông thức bà ngoại, thôi bà ngoại cho quà thức đi con, nhận quà con. Có ai tặng quà cho sữa chưa? Tặng hết hả? Chưa, tại ngoại tặng nước, tại tặng nước. Tại hả? Nè, ngoại hàng thùng. Ghê, nhưng mày tặng trước cho nó đi. Bà ngoại tặng trước đi bà ngoại. Bà ngoại, vô. Vô. Vô, này bà ngoại thiệt. Wow. Sữa ơi, có quà sữa ơi. Ồ mở mắt rồi kìa đó, tặng vàng là mở mắt nha. Ủa mẹ không thấy rồi bé Ti ơi, mẹ không. Cứu đi, cứu đi. Nè, vô hơi xong một chút đó, Ti cho nó hơi vô một chút đi. Đi em gọng gọng ra cho em kệ. Nè. Nè. Bố ngoại nè. Ủa ông ngoại một cái, bà ngoại một cái luôn hả? Cạnh tranh quá vậy. Ông ngoại đó có gì không? Không, em có gì không? Rồi. Ngoại chuẩn bị nói chứ. Ở cái ụt. Rồi đó ở. Coi chừng góp nha. À đẹp chưa cô chú ơi, tới vàng nè. Tới bà nội nè. Nhỏ nhỏ lắm con ơi. Ê đầy đủ quá ha. Ê su gia phối hợp hợp lý nha. Vòng rồi lắc rồi nhẫn ha. Ê lỏng quá vậy. Lỏng rồi. Ngón giữa lỏng luôn. Đem con cái đi. Con cái đi. Bây giờ cho có là lại vậy thôi. Rồi. À, nhìn cái tay anh thấy ghét chưa. Nè cái tay anh nè. Đó, cái tay anh nè. Dây chuyền nhưng mà anh đang ngủ rồi. Quá trời vàng. Rồi nè, tới ảnh đi, tới bà ngoại. Với ông ngoại, vô đây ngoại. Mày biết ảnh không vậy? Chán ghê luôn. Ừ, con tháng rồi mà còn chưa có. Chưa biết ảnh. Biết chùa đích rồi không? Biết, chùa đích thì biết, ảnh thì ha. Chết cái này cái gì đây? Giấy chứng nhận. Giấy chứng nhận. Kim cương. Không có, cái này cái thiệp bà gửi cho tôi. Đây. Đây, rồi, bà ngoại tặng cho sữa. Từ từ. Đây, tặng cho con chìa khóa. Chìa khóa hộp sòn, sau này con sẽ là có chìa khóa xe nè, chìa khóa nhà nè, chìa khóa tủ tiền nè, đó. Ê hề luôn. Nữa cho bà ngoại cho giữ chìa khóa két sắt nhà bà ngoại luôn. Ghê chưa? Ghê chưa? Hộp đẹp quá ha. Này chắc mẹ đeo. Chứ con không có đường đeo rồi. Mẹ đeo giùm tới lớn rồi. Đâu đeo thử qua mẹ coi. Dưới trời ơi. Hộp dưới vậy. Ê, đâu rồi gớt gớt gớt. Mấy em tặng cái khúc này giùm chị. Đâu đeo qua cho mẹ thử coi hộp không. Trời ơi sao vừa vậy. Đó. Ủa này gọi đồ mua cho mẹ. Mua cho con vậy trời. Mẹ đeo giùm nào lớn đeo luôn. Đó. Mẹ đeo giùm nào lớn đeo luôn trời. Quá hợp lý. Sao mà ta cho vàng mà cứ như thế rồi. Đã bỏ bỏ đậu lên anh. Bỏ đậu lên. Vô tận chân được rồi. Cho đeo luôn. Đó. À. Có vàng nè. À, đầy tháng là có vàng nè, có hộp sòn nè. Đầy ê hề ê hề. Rồi lấy chìa khóa nè, mày mốt nè mở à, chìa khóa nè, đi chơi nè. Tiền đi cho cô gái nè. Quá dữ. Vẫn ngủ. Chụp cái đó hả?
Ê cười kìa, cười te tét luôn kìa. Trời mày ẩm em ngửa ngửa lên coi tê cho thấy cái mặt em. Ừ cười kìa. Đó. Cười đó thấy không? Vui lắm hả? Đó. Cưng chưa bà con? Đó. Chiếu chói lõ, chiếu chói lõ. Mấy bạn nói là sao mà mua không mua luôn sợi dây chuyền cho nhỏ. Khúc đó nó chưa cắt ra kịp, không có quay lên. Có cọng dây chuyền đàng hoàng. Rớt cái gì? Rớt tăm lắc. Hai cây. Nhớ nữa, ngủ nữa. Rớt vàng mà, sữa ơi, rớt vàng con này. Thức. Thức đi con, rớt vàng rồi con. Ôi, quá trời. Sao hay suy tư quá à? Cái tai hay suy tư lắm. Không biết vụ gì. Trời ơi, cô chú thấy con đeo đồ đẹp không? Cô chú thấy con đeo đồ đẹp không? Bảnh tỏn không? Ê, ê, cái cổ. Đó, cô chú thấy con đeo đồ đẹp không? Bảnh tỏn không? Cô chú ơi. Nãy giờ ông chịu thức ta chụp hình, ông chịu thức. Lắm. Ừ, liếc gì? Mới con á, liếc gì? Lại cháu đây. À, cháu đó. Ghê chưa? Thích không? Cháu tên gì? Sữa. Hay quá. Đòi qua từ lúc mà trong tháng tới giờ đó. Một tháng trời đợi, một tháng trời giờ mới gặp á. Nó dậy, nó khóc ở nhà. Cười kìa bớt. Trời ơi, cháu thấy cậu qua cái mực quá, cái cười luôn. Rồi cho cháu cộng dây chuyền này đi. Ha. Nín thinh. Xả xà lơ. Cho cháu cộng dây chuyền này đi. Cho cháu đeo, ha. Ok, rồi cởi ra đi, cởi ra đi. Ghê, yeah, cho luôn á. Cởi ra cho con ơi, giùm á. Ghê vậy, thôi cháu đeo không có vừa đâu. Cho nghe, cho không ít kỹ nghe. Gặp mấy người kia xin không có cho đâu. Trời ơi hung kìa. Trời ơi cưng quá. Cưng không? Đẻ, mẹ đẻ em cho con nha. Trời ơi thôi. Con muốn mẹ đẻ em thế này. Đẻ em như thế này không? Con cưng cháu đỡ giùm mẹ cái đi. Đẻ em kêu đặt tên là sữa. Đặt sữa luôn. Thôi không mấy con cưng sữa này giùm mẹ được không? Dạ. Ừ vậy đi khỏi đẻ. Mẹ đẻ em lên đùi con thử. Không được. Em còn nhỏ lắm. Con ôm em. Không được luôn. Cho xin ơ đi. Không được, em còn nhỏ lắm con. Mai em qua nhà mình á. Mai em qua nhà mình chơi. Cháu chứ. Cháu. Không kêu bằng cháu cũng được, cho kêu bằng em cũng được. Ừ, thì tùy muốn kêu gì kêu. Chấm mắt, chấm mắt. Chấm đúng rồi. Đúng rồi. Ừ, nằm với cháu đi. Nằm với chân cháu nè. Nằm với chân cháu nè, đó. Rồi hôn cái chân cháu miếng. Cậu à. Cháu mà. Rồi sao bây giờ uống sao đây? Rồi. Nói sáng suốt thông minh phải không? Mở miệng ra như bông như hoa nè. Mở miệng ra ăn nói thông minh sáng suốt nè. Đó. Có mở miệng cái... ra có tiền có bạc nè. Nó chưa cái hắn tỉnh rồi nè. Mở miệng ra xin tiền là bà ngoại cho nè. Rồi, mở miệng ra làm gì cũng được, mở miệng ra ăn nói vui vẻ. Đi đến đâu người thương kẻ mến đi tới đến đó. Đâu người thương kẻ mến tới đó nghe. Đó. Rồi. Rồi. Rồi thầy chúa quá nữa còn nữa. Mở miệng ra nhà lầu xe hơi nha con. Nha. Rồi. Dễ thương chưa. Rồi giao lại cho boss giữ đó. Nằm đây giữ cháu nha, mẹ đi ăn á. Trời ơi nó chề kìa Tây ơi. Dạ nhiều quá vậy. Miệng kìa, miệng giống cha quá trời. Mãi tôi coi có kiến thôi. Ngủ rồi. Đây. Rồi, bàn giao lại nè. Trời sao mà hợp dữ vậy trời. Giấu cái này luôn. Ghê. Bàn giao lại cho mẹ nha. Ê ngắn nha cô. Dừa dừa. Trời điều quá vậy. Điều quá vậy. Ghê. Bảy đeo nha. Bé bảy. Em bé bảy. Bé bảy lan. Trời năm kìa. Ok.
Con nằm ở chừng đè cái tay em nha con. Nè bây giờ mẹ chụp cho tấm hình nè, nhìn với em đi. Thằng ấy nó ngủ. Nè. Cười. Cười nhe nhe răng ta. Không nhe được. Bụng nôi luôn. Răng con thưa. Rồi ok, hành trình đầy tháng của cháu ngoại đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người. Đợi 4 tháng nha. Đợi 4 tháng quậy tưng bừng nha.